Chẳng qua người trong niệm thường quen xưng niệm là Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Quán Âm. Bồ Tát là tiếng Ấn Độ gọi tắt, gọi đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, Hán dịch là Giác Hữu Tình, tức là đại tâm chúng sanh thượng cầu đại giác hạ hóa chúng sanh. Thượng cầu đại giác là tác dụng của đại trí, hạ hóa hữu tình là tác dụng của đại bi. Bởi thế phàm là Bồ Tát thì đều là bi trí song vận. Bất quá chữ Bồ Tát trong Phật giáo không chuyên chỉ các vị đại Bồ Tát được thờ trong điện đường, mà còn chỉ những người phát tâm và những vị Bồ Tát sống trong nhân gian thật sự hành Bồ Tát Đạo. Bây giờ tôi nói tiếp về ba chữ dùng pháp để đặt tựa. Phổ môn phẩm. Phẩm có nghĩa là loại, tức là loại nào xếp theo loại nấy. Nghĩa là vật được gom thành từng loại thì gọi là phẩm. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hết thảy mọi chuyện về Quán Thế Âm được Đức Phật quy kết giảng tại đây nên gọi là phẩm. Phổ nghĩa là phổ biến, môn nghĩa là có thể đi qua, thông suốt. Như trước mắt chúng ta đây, thấy một cái cửa lớn. Có cái cửa lớn như vậy, ai cũng đều có thể ra vào qua lại tự tại. Nếu như cái nhà này không có cái cửa đó, muốn từ ngoài vào trong, cố nhiên chẳng có cách nào. Muốn từ trong ra ngoài, cũng giống như vậy, chẳng có cách gì. Nói đến chữ môn trong Phật Pháp, thì từ địa ngục đến khi thành Phật, tổng cộng có 10 cánh cửa. Chìa khóa của mỗi cửa đều nằm trong tay chúng ta. Chúng ta muốn tiến vào cửa nào, phải mở được cánh cửa ấy. Chẳng mở được thì chẳng tiến vào được. Nêu thí dụ như cửa địa ngục vốn khóa rất chặt, sao có thể tiến vào được? Vấn đề rất đơn giản. Chỉ cần quý vị tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, quý vị bèn có được chìa khóa cửa địa ngục. Có chìa khóa ấy rồi, tùy thời bèn mở được cửa địa ngục, tự nhiên đi vào địa ngục. Nếu như không có chìa khóa đó, dù có muốn tiến vào đến đâu đi nữa, kết quả vẫn chẳng thể vào trong được cửa ấy. Từ ngoài cửa tiến vào trong cửa, những sự khổ vui bên trong cửa thật khác xa nhau. Nói theo thế gian, có những cửa bên trong thật là khoái lạc, như thiên đường, thường ngục lặng trong dục lạc và định lạc. Có những cửa bên trong khá thống khổ, như ba đường ác, hoặc chịu nổi thống khổ nóng lạnh, hoặc chịu nổi khổ tàn sát, hoặc chịu nổi khổ đói khát. Bất quá mọi chìa khóa nằm trong chính tay mình, muốn tiến vào cái cửa nào hoàn toàn do chính mình quyết định. Chẳng qua 10 pháp giới tuy có 10 cánh cửa, nhưng chỉ có một cánh cửa Phật Đạo được gọi là phổ môn. Như cánh cửa 6 đường trong thế gian thuộc về cửa hữu lậu, muốn thông với vô lậu tự nhiên là chẳng được. Bởi thế nó chẳng được gọi là phổ môn. Cửa xuất thế nhị thừa thông thường gọi là không môn. Đối với sanh tử phiền não chỉ có thể giải thoát một nửa, cho nên cửa này chẳng được gọi là phổ môn. Đến như cửa Bồ Tát rơi vào hai bên không và hữu, chẳng thể không hữu viên dung, nên cũng chẳng thể gọi là phổ môn. Đạo Phật sở dĩ gọi là phổ môn là vì sau khi thành đạo, Phật vốn là đại bi nguyện lực,
tiến vào địa ngục giáo hóa chúng sanh. Tuy nói là cửa địa ngục đóng rất chặt, nhưng do sức bi nguyện muốn tiến vào liền được, chẳng trở ngại chút nào. Vào cửa địa ngục là như thế, vào cửa ngã quỷ súc sanh vân vân cũng như thế. Nói chung là xuất nhập tự tại, vô ngại tự tại, cho nên gọi là phổ môn. Ở đây có lẽ có kẻ muốn hỏi, đã phải thành Phật mới có thể xưng là phổ môn, Quán Âm là Bồ Tát, còn chưa thành Phật, sao có thể xưng là phổ môn? Ở đây chẳng ngại gì nói về hai phương diện bản và tích. Từ bản mà nói Quán Âm đã thành Phật, hiệu là chánh pháp minh Như Lai, đã có đủ bi nguyện của Phật, đương nhiên có thể xưng là phổ môn. Nếu nói theo tích, Quán Âm tuy còn chưa thành Phật, nhưng đã ở địa vị nhất sanh bổ sứ, đã đủ công đức Phật, có thể vào trong các cửa độ sanh, cho nên có thể gọi là phổ môn. Giải thích riêng chữ phổ môn. Trong phần giải thích tên phẩm, tôi đã giải thích sơ lược hai chữ phổ môn, nhưng vẫn còn có ý nghĩa trọng yếu cần phải giải thích riêng. Bởi thế tôi lại giải thích như sau. Từ bi phổ môn. Từ bi là pháp môn trọng yếu nhất trong Phật Pháp, cũng là điều thường được nhắc đến nơi cửa miệng đệ tử Phật, như xin người nào đó giúp đỡ mình. Nếu như người đó nói không rảnh, ta thường nói xin anh từ bi. Hoặc người khác thỉnh cầu đệ tử Phật cũng nói quý vị đệ tử Phật lấy từ bi làm gốc, tin rằng sẽ đáp ứng điều tôi cầu xin. Từ bi còn được vận dụng trong nhiều hoàn cảnh khác. Từ bi là trung tâm của Phật Pháp, với ý nghĩa căn bản dẹp khổ ban vui. Tuy cũng gọi là từ bi, nhưng trình độ có sâu hoặc cạn. Về đại thể, Phật Pháp chia từ bi thành ba loại. A. Ái kiến từ bi. Có kinh gọi là sanh duyên từ bi. Có thể nói là người nào trong thế gian cũng có lòng từ bi này, như làm cha mẹ yêu thương, che chở con cái, có thể nói là một biểu hiện của lòng từ bi. Nhưng lòng từ bi ấy chẳng thể phổ biến rộng lớn, trong đó vẫn hàm chứa tánh nhiễm ô và tâm phân biệt, chẳng thể cứu tế rộng khắp hết thảy chúng sanh, còn có hạn lượng, cho nên chẳng thể gọi là phổ môn. B. Pháp duyên từ bi. Lòng từ bi này chẳng phải ai trong thế gian cũng có được, mà là lòng từ bi của bậc thánh giả nhị thừa. Thánh giả nhị thừa hiểu rõ vạn hữu chư pháp và mạng thể của chính mình đều là do các nhân duyên, điều kiện, hợp hành, duyên sanh vô tánh, pháp pháp đều không. Thế nhưng các ngài chỉ biết đến cái không, nhưng chưa biết bất không. Chỉ có thể tùy duyên hóa độ, chẳng thể giáo hóa khắp hết thảy chúng sanh. Bởi thế lòng từ bi này vẫn chưa phải là phổ môn. C. Vô duyên từ bi. Đây là lòng từ bi của Phật Bồ Tát, thật sự có thể gọi là phổ môn từ bi. Lòng từ bi như thế, nếu nói tách rõ ra là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Bất luận là Phật hay Bồ Tát đều hiểu rõ đạo lý sâu này. Chúng sanh là chúng sanh trong tâm của Phật Bồ Tát, trong mắt của Phật Bồ Tát, chúng sanh và chính mình vốn là một thể, nên tất cả thống khổ của chúng sanh chính là tất cả thống khổ của mình. Chúng sanh chưa được sướng vui, khác nào chính mình chưa được sướng vui. Nếu nói theo Nho gia Trung Quốc,
thì ưu kỳ sở ưu, lạc kỳ sở lạc. Lo cái lo của người, vui với niềm vui của người. Đứng trên lập trường của Phật Bồ Tát, vốn không có lo khổ và cũng chẳng có vui sướng. Chỉ vì thấy chúng sanh đau khổ nên tự biết là khổ. Do thấy chúng sanh vui sướng, trong tâm tự vui sướng. Thấy chúng sanh giải thoát, hệt như chính mình được giải thoát. Trong con mắt của Phật Bồ Tát, chỉ thấy có chúng sanh nào có chính mình. Vì thế Phật Bồ Tát tuyệt đối chẳng thấy có tướng ta người sai biệt. Cho nên suốt ngày độ sanh, chẳng thấy một ai được mình độ. Tự mình và chúng sanh đã hòa hợp dung thông thành một thể. Thật sự chẳng thể phân ra ai là người hóa độ, ai là người được độ. Tuy chẳng thấy có người độ và kẻ được độ, nhưng vẫn tiếp tục không gián đoạn tinh tấn chẳng lười. Hóa độ tất cả hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới. Không một chúng sanh nào chẳng được Phật Bồ Tát cứu độ. Đó là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, mà cũng chính là từ bi phổ môn chân chánh. Quán Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn là do tất cả sự từ bi của Quán Âm Bồ Tát đều là vô duyên đại từ. Chính vì Bồ Tát có tâm từ bi rộng lớn như thế, nên ở trong thế giới Sa Bà này vận dụng từ bi đó hóa độ hết thảy những chúng sanh đáng được độ. Bởi thế được xưng là phổ môn từ bi. Thuyết pháp phổ môn. Phật Bồ Tát xuất hiện trong thế gian chẳng hề vì mình, mà đa phần là vì chúng sanh. Vì muốn thuyết pháp cho chúng sanh, Phật vì chúng sanh thuyết pháp rất nhiều. Nào là đại pháp, tiểu pháp, không pháp, hữu pháp, quyền pháp, thật pháp. Các pháp sai khác nhau. Người bình thường khi thuyết pháp độ sanh, do chẳng có trí huệ phân biệt căn tánh của chúng sanh, nên lúc giảng đại pháp chẳng thể kiêm giảng tiểu pháp. Còn lúc giảng tiểu pháp chẳng thể kiêm giảng đại pháp. Giảng các pháp không hữu quyền thật cũng thế. Thuyết pháp chẳng được phổ biến thì chẳng được gọi là phổ môn. Quán Âm Bồ Tát có đủ trí huệ thâm diệu. Lúc thuyết pháp trong cùng một pháp hội, Ngài nói ra các pháp bất đồng, khiến cho mỗi thính chúng hiện diện đều hiểu rõ hệt như Ngài đối trước chính mình thuyết pháp, đều được thọ dụng thật sự nơi Phật Pháp. Bởi thế gọi là thuyết pháp phổ môn. Thêm nữa, những ngôn từ sử dụng trong lúc thuyết pháp giữa Phạm Phu và Bồ Tát rất khác biệt. Mỗi địa phương ngôn ngữ là bất đồng, lục đạo cũng khác biệt. Như tôi chẳng nói được các phương ngôn Quảng Đông, Phước Kiến, vân vân. Lúc thuyết pháp cho người xứ Việt Quảng Đông phải dịch thành tiếng Quảng. Lúc vì người xứ Mân, Phước Kiến thuyết pháp phải dịch sang tiếng Mân. Nếu không, những ai thuộc các địa phương đó chẳng hiểu tôi đang nói gì. Bởi thế chẳng được gọi là phổ môn. Quán Âm Bồ Tát đã đắc ngữ ngôn tam muội, có thể dùng một âm thanh diễn nói pháp, chúng sanh tùy loại đều được hiểu. Đấy phải đâu là chuyện dễ. Âm thanh Bồ Tát thốt ra chỉ là một, nhưng mỗi một loài chúng sanh sai khác đều nghe như Ngài nói tiếng của chính mình. Chẳng hạn như người Mân Nam nghe tiếng Mân Nam, người Quảng Đông nghe tiếng Quảng Đông, Thiên Long Bắc Bộ nghe tiếng của Thiên Long Bắc Bộ. Chẳng phải là Phật Bồ Tát sao có thể làm được như thế? Đấy là thuyết pháp phổ môn, những phẩm kinh chị em của phổ môn. Phổ môn là phẩm kinh được rút ra từ kinh Pháp Hoa,
để lưu truyền riêng. Cố nhiên phẩm này rõ ràng mang tính chất trọng yếu, như kinh Pháp Hoa là lời giảng khai quyền hiển thật, đến mức độ cùng cực của Như Lai diễn tả phô bày rõ đại pháp nhất thừa. Bởi thế luận về mặt trọng yếu, toàn bộ 28 phẩm kinh, phẩm nào cũng cực trọng yếu, chẳng thể nói phẩm nào không liên quan đến ý chỉ Hoằng Dương. Tuy nói như thế, từ xưa các vị đại đức đặc biệt rút lấy các phẩm phương tiện An Lạc Hạnh, Như Lai Thọ Lượng, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn phẩm trong kinh, gộp thành 4 phẩm trọng yếu nhất của kinh Pháp Hoa. Mỗi phẩm đại biểu cho một ý nghĩa đặc thù nhất. Theo cổ nhân phân biệt, phẩm phương tiện hiển thị, mỗi một cá nhân chánh thức phát tâm. Phát tâm nói thông tục là động cơ. Bất luận làm gì thì trước hết phải phát tâm, hay nói cách khác là phải có động cơ. Trong Phật Pháp, quý vị muốn rốt cuộc đi theo một con đường nào thì phải xem hiện giờ quý vị phát tâm như thế nào. Đại thừa Phật Pháp phải lấy phát Bồ Đề Tâm làm chủ. Phẩm An Lạc Hạnh hiển thị, mỗi cá nhân do phát tâm bèn tu hành đúng như lời dạy. Tu hành nói thông tục là thực hiện. Phát tâm Bồ Đề rồi, tất nhiên phải tiến bước trên con đường Bồ Đề, nhưng phải biết đúng pháp, đúng luật. Trong phẩm này những lời giáo hóa rất hay. Phẩm Thọ Lượng hiển thị, mỗi cá nhân do tu hành bèn chứng đắc Bồ Đề vô thượng tối cao. Vì đã có thực hiện, tất nhiên chẳng luống qua, tất nhiên có thâu hoạch. Còn như phẩm Phổ Môn đang được giảng ở đây thì hiển thị vô trụ đại niết bàn của mỗi cá nhân chứng đắc. Bởi thế có thể chẳng trụ trong sanh tử, chẳng trụ niết bàn mà độ sanh. Như những gì Đức Quán Âm đã biểu hiện chính là thuyết minh hay nhất của vô trụ đại niết bàn. Nếu nói về phương diện tu học Phật Pháp thì phát tâm, tu hành, chứng quả là 3 mức độ lớn. Chỉ vì cực quả để chứng đắc trong Đại Thừa có 2 loại: quả Đại Bồ Đề và quả Đại Niết Bàn. Cho nên phân thành 2 phẩm: Thọ Lượng và Phổ Môn. Theo cách phân tích này, ta thấy 4 phẩm này là 4 phẩm tối trọng yếu trong toàn bộ Kinh Pháp Hoa. 3 phẩm kia chính là chị em của phẩm Phổ Môn. Trong 28 phẩm của Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn đứng vào thứ 25. Ở trên đã nêu lên nội dung của 4 phẩm tối trọng yếu. Ở đây chẳng ngại gì lại nêu lên nội dung của 28 phẩm. Theo cổ đức phán định, 28 phẩm được chia thành 2 bộ phận lớn, tức là Như Tông Thiên Thai gọi là Tích Môn và Bản Môn. Nay theo thứ tự thuyết minh như sau: 14 phẩm đầu thuộc về Tích Môn, 14 phẩm sau thuộc về Bản Môn. Hai danh từ Bản Môn và Tích Môn mọi người nghe đến thấy rất xa lạ và cũng chẳng dễ hiểu, lại đương nhiên phải giải thích đại lược. Bản có nghĩa là căn bản. Từ căn bản mà nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sớm thành Phật từ lâu, thành Phật rất sớm, vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 có đoạn nói như thế này: hết thảy thế gian trời người và A-tu-la
đều cho rằng Thích Ca Mâu Ni Phật rời cung họ Thích đến thành Già Gia chẳng xa, ngồi nơi đạo tràng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nhưng thiện nam tử, thật sự từ khi ta thành Phật đến nay là vô lượng vô biên trăm ngàn ức na do tha kiếp, ví như 500.000 vạn ức na do tha A Tăng Kỳ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Giả sử có người nghiền thành vi trần, đi qua 500.000 vạn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi ở phương Đông mới bỏ xuống một hạt bụi, đi về Đông như thế, đến tột cùng các thế giới nhiều như vi trần như thế, dù chẳng bỏ xuống hay không bỏ xuống một hạt bụi, hết sạch số bụi đó, cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Ta từ khi thành Phật đến nay lại còn nhiều hơn số đó trong 100.000 na do tha A Tăng Kỳ kiếp. Do đây biết rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rất lâu xa về trước, tuyệt đối chẳng phải như mọi người thường tưởng chỉ hơn 2.500 năm trước Đức Thích Ca mới thành Phật. Tích có nghĩa là tỏ lộ dấu vết, tức là sau khi Đấng Thích Tôn đã thành Phật từ lâu xa rồi, thường trong các thế giới thị hiện giáo hóa chúng sanh. Phàm những gì Phật thị hiện đều gọi là tích cả. Tích từ do bản mà có, tùng bản tùy tích, từ căn bản thị hiện ra. Đương nhiên tích chẳng phải là căn bản. Kinh Phạm Võng ghi: ta nay đến thế giới này 8.000 lượt, vì thế giới Sa Bà này ngồi trên tòa Kim Cang Hoa Quang Vương, cố nhiên cũng là tùy tích. Kinh Pháp Hoa chép: từ đấy trở đi, ta thường trụ trong thế giới Sa Bà này thuyết pháp giáo hóa, cũng ở trong 100.000 vạn na do tha A Tăng Kỳ cõi nước ở phương khác làm đạo sư cho chúng sanh. Này các thiện nam tử, trong những khoảng đó ta nói Nhiên Đăng Phật vân vân, lại còn nhập Niết Bàn, như thế đều là dùng phương tiện phân biệt. Đây cũng là tích, chẳng phải là bản. Nói chung những gì chúng ta biết về Đức Thích Ca Mâu Ni đều là những sự thuộc về phương diện tích môn. Còn những sự thuộc về phương diện bản môn, chúng ta chẳng thể suy lường hiểu thấu nổi. Vì sao Đức Phật thường thị hiện chẳng ở lâu giáo hóa trong thế gian? Phải biết đây cũng là điều khổ tâm bất đắc dĩ của Đức Phật. Nguyên nhân là vì chúng sanh thường quen thói, cứ hễ thường trông thấy Phật, bèn thấy Phật rất bình thường, chẳng chịu theo đúng pháp Đức Phật đã dạy để tu hành. Phẩm Như Lai Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa có đoạn: nếu Đức Phật ở lâu trong đời, kẻ đức mỏng chẳng trồng thiện căn, bần cùng hà tiện, tham đắm ngũ dục, vào trong lưới ức tưởng vọng kiến, nếu thấy Như Lai thường trụ bất diệt, càng khởi lòng kiêu căng buông lung giải đãi, chẳng thể sanh ý tưởng khó gặp, khởi lòng cung kính. Bởi thế Đức Phật chẳng thể không nhiều lần thị hiện giáng sanh, nhiều lần thị hiện nhập diệt để cao độ cảnh giác chúng sanh. Giải thích đề mục Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đã được giảng tên gọi phẩm này, bốn chữ Diệu Pháp Liên Hoa, nếu giảng nghiêm túc rất phức tạp, nội một chữ Diệu thôi, Thiên Thai Trí Dạ Đại Sư đã giảng 90 ngày. Câu nói cửu tuần đàm diệu, 9 tuần giảng chữ diệu,
đã trở thành một giai thoại khoái tráng trong lịch sử giảng kinh Trung Quốc. Bởi thế muốn giải thích chi tiết trong một thời gian ngắn ngủi đương nhiên chẳng thể được, chỉ đành nói giản lược mà thôi. Chữ pháp trong diệu pháp chỉ hết thảy pháp, như pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp phàm phu, pháp thánh nhân, vân vân. Không pháp nào chẳng bao hàm trong đó. Các pháp như thế, nhất nhất thuyết minh, đương nhiên là chẳng thế. Mà thật ra cũng chẳng cần thiết. Bởi thế Phật giáo đem vô lượng vô biên pháp quy nạp thành ba loại lớn. Đó là tâm pháp, chúng sanh pháp và Phật pháp. Bất luận loại pháp nào cũng đều hết sức vi diệu. Bởi thế gọi là diệu pháp, tức là tâm pháp là diệu, chúng sanh pháp là diệu, Phật pháp cũng là diệu. Tách riêng từng pháp cố nhiên là diệu, nhưng ba pháp chẳng sai biệt, lại càng diệu hơn nữa. Nói tâm, pháp và chúng sanh, ba pháp ấy không sai biệt. Chính là nói về ý này. Đạo lý này rất sâu, tuy nghe chẳng dễ dàng, nhưng diệu pháp chẳng thể nghĩ bàn, ai ai cũng sẵn có, tuyệt đối chẳng thể coi thường. Sở dĩ chúng sanh là chúng sanh là vì mê mất diệu pháp này. Sở dĩ chư Phật thành Phật là vì giác ngộ diệu pháp này. Bởi thế giờ đây tất yếu lại phải phân biệt từng pháp. Tại sao tâm pháp là diệu? Muốn hiểu điều này, trước hết phải hiểu rõ 10 pháp giới đã nói ở trên. 10 pháp giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. 10 pháp giới này nếu nói tách ra thì sai biệt bất đồng, rất dễ hiểu. Nhưng giới giới hổ cụ, mỗi một giới có đầy đủ các giới khác, nghĩa ấy sâu rộng, rất khó hiểu rõ. Nói giới giới hổ cụ nghĩa là trong mỗi một giới đều có đủ 9 giới khác. Chẳng hạn như địa ngục pháp giới, chẳng phải chỉ là mình địa ngục pháp giới, nó vẫn có đủ 9 pháp giới khác. Thậm chí nói đến Phật pháp giới, chẳng phải là một Phật pháp giới mà còn có đủ 9 giới khác nữa. Mỗi giới có đủ 10 giới, tổng cộng là bách giới. 10 nhân 10 bằng 100. 100 giới ấy, trong một niệm tâm của mỗi người chúng ta đều có đủ. Chẳng hạn như trong nhân pháp giới, lấy một niệm hiện tiền làm trung tâm, thì phàm ai có tâm, không ai chẳng khởi tâm động niệm. Trong từng khởi từng khách khởi lên những niệm tâm sai khác, có lúc khởi lên niệm sân tâm, bèn rơi vào địa ngục pháp giới. Có lúc khởi lên một niệm tham tâm, bèn rơi vào ngã quỷ pháp giới. Có lúc khởi lên một niệm ngu si, bèn rơi vào súc sanh pháp giới. Có lúc khởi lên một niệm ghen ghét, bèn rơi vào tu la pháp giới. Có lúc khởi lên một niệm giới thiện, bèn thuộc nhân loại pháp giới. Có lúc khởi niệm thập thiện, tứ thiền, bát định, bèn rơi vào thiên pháp giới. Có lúc khởi một niệm chân không, bèn thuộc vào thanh văn pháp giới. Có lúc khởi một niệm duyên khởi, bèn thuộc vào duyên giác pháp giới. Có lúc khởi một niệm đại bồ đề tâm, bèn vào bồ tát pháp giới. Có lúc khởi một niệm tâm từ bi bình đẳng, bèn thuộc vào
Phật Pháp giới. Nhưng Pháp giới có đủ 10 Pháp giới như thế, 9 giới kia cũng có đủ 10 Pháp giới giống hệt như vậy. Mỗi giới có đủ 10 giới tạo thành bách giới. Bách giới ở ngay trong một niệm tâm. Tâm Pháp chẳng thể nghĩ bàn. Bởi thế nói tâm Pháp là diệu.